Chào anh chị các bạn, hôm nay làm video clip hướng dẫn anh chị các bạn cách mình đăng ký tài khoản ChatGPT hiện nay. Thì để đăng ký ChatGPT ở Việt Nam mình là nó hiện tại thời gian này thì nó chưa hỗ trợ cho ở khu vực Việt Nam, cho nên muốn để đăng ký được ChatGPT thì mình còn phải VPN ra nước ngoài, rồi mình phải có một số điện thoại ở bên nước ngoài mình đăng ký mới được. Thì cái thao tác đó, thì cái quy trình đăng ký đầu tiên đó, mình phải cài một cái cài với công cụ VPN, cài tút VPN hoặc là một công cụ VPN nào đó ra ngoài. Ở đây mình xài là công cụ ZenMax cũng được ha, ZenMax hoặc là công cụ tút VPN, hai công cụ này ha. Ở đây công cụ cài VPN ha, đó mình cài công cụ này, nó lại cài công cụ này vô, cài chạy vô Google Chrome ha, đó cài này đi. Cái này cũng được, mình mới phát hiện cái này cũng hay hơn nè, cái đó đó ZenMax, VPN. VPN là để nó đổi cái địa chỉ IP và cái mạng của mình đi ra nước ngoài. Rồi sau đó mình mới vào cái trang chat GPT để đăng ký tài khoản. Đến cái bước mà cần cái verify cái số điện thoại á, thì mình dùng cái app BinMe. App này app BinMe, nè, mình đi lên cái điện thoại á, mình xài Android thì mình vô CS Play để mình tìm app BinMe. Mình xài iPhone á thì mình cũng vô app BinMe. Tôi sẽ mình hướng dẫn là cài app BinMe luôn. Rồi, rồi giờ đây mình cài cái VPN ha, mình lên mạng mình sạc ZenMap này, mình lên đây mình sạc Google gõ ZenMap thôi ra thôi, cũng đơn giản lắm. Rồi xong mà vô Google cho miễn phí nè. Đó, vô đây cái mình mới mà thêm vào extension. Rồi sau khi cài xong mình sẽ có biểu tượng nó nằm phía trên này nè, thấy không? Còn nếu mà không thấy thục vô trong á thì mình phải pin đó, bấm vào biểu tượng là pin đó, bấm này pin, pin nó nằm bên trên này đó. Rồi sau khi cài xong đóng này lại đi, tạm đóng đi, tạm đóng này lại, đóng này lại. Rồi mình sẽ sử dụng công cụ này VPN ha, bấm vô biểu tượng mà bấm vô thì mình sẽ chọn cái quốc gia. Cái này mình sẽ chọn quốc gia là Mỹ đây, United States đây, Anh, United States, Mỹ, Ý, Anh gì đó ha. Đây, đây chúng là kinh đô rồi đó. Rồi, theo tay ha. Rồi, US, mình còn tí nhiều mình đó, bấm vô đó. Rồi, rồi sau đó là mình xong rồi đúng không? Mình mới dùng công cụ là What IP, What My IP để xét lại coi nó có đó, nó đang ở đấy này, mình đánh trì nè, đúng ha, nghĩa là mình đang ở Mỹ nè, New York City nè. Sau đó mình ví dụ công cụ là mình ví dụ là chat chấm openai.com xịt chat nè, vô đây nè, để mình đăng ký tài khoản chat GPT. Rồi vô đây thì nó sẽ vô đây cho mình. Phép lại lần nữa, nếu vô bị gì thì phép lại lần nữa. Rồi mình đang cái sign up nha. Setup đăng ký nhập số điện thoại bình thường, nhập email bình thường. Ở đây cái tài khoản này mình đã đăng ký rồi nhưng mà chưa verify cái số điện thoại, cho nên là mình sẽ tiến hành login thôi nha. Còn đăng ký là continue, rồi nhập continue vô và nhập số, rồi nhập mật khẩu 8 ký tự, số chữ và có ký tự đặc biệt nha. À.
đó, continue đó. Đó, tài khoản mình đã đăng ký rồi cho nên mình cần opt in thôi. Đăng ký rồi là mình chưa, nhưng mà chưa verify số điện thoại nha. Continue. Continue. Tại khi mình VPN thì cái mạng hơi chậm chút. Rồi tới đây thì mình phải có số điện thoại. Bây giờ mình sẽ sử dụng tiếp, chuyển qua cái điện thoại. Mình sẽ cài cái app Pinmi vô và tiếp tục đó mình với cả Pinmi vô rồi á, mình phải nạp vô cái app Pinmi là 25.000 một đô để mình mua cái số điện thoại với Verify ChatGPT. Và để nạp tiền vô được cái app Pinmi này á, thì đòi hỏi mình phải có Momo. Momo để mình đăng ký cái phần thanh toán trong cái phần mà ID của Apple đó, trong một mà có tài khoản của Apple để mình có thể là đăng ký được cái Pinmi và mua được số điện thoại ha. Rồi. Rồi quay số quay qua điện thoại ha. Tạm thời mình dừng Rồi. đây. Đầu tiên mình sẽ cài cái app Pinmi vô với điện thoại của mình. Điện thoại iPhone hoặc điện thoại Samsung xài Android hoặc điện thoại rồi nào mình vô cái ứng dụng mình cài cái Pinmi vô nha. Mở lên. Đây Pinmi. Nha. Rồi sau đó mình mở nó lên. Mở lên rồi sau đó mình quay draw file. Để mình đăng ký tài khoản. App Pinmi này là app để tạo cái số điện thoại ảo nha. Draw file. Create key, login. Đó, login mình đăng ký với email đi ha, cho với anh. Nhập email mình vô. Rồi. Nó thì sẽ gửi code về cho mình. À, mình mở. Gửi code về để mình nhập vô. Đó. Mình phải có nhập cái nhập cái này về trước, nhập cái code trên màn hình luôn. Submit. Đó. Rồi chờ một xíu nó sẽ gửi cái mã code vậy ha. 453977. Đó, đăng ký xong tài khoản nha. Sau đăng ký tài khoản xong rồi á, thì mình mới đăng ký được cái số điện thoại trên này. Thì hiện tại mình cái tiền là mình nạp vô là không coi, sẽ nạp một coi vô, nạp một coi vô trước. Cài bên mi rồi á, thì mình tiếp tục mình sẽ bấm vô cái chỗ nút recharge đây nè, để mình nạp tiền vô cái app này, nạp một coin khoảng 1 USD 25.000 ha. Bấm vô cái coin nè, bấm vô coin nha, đó bấm vô để nạp tiền vô. Ở trong tài khoản Momo mình liên kết với cái app App Store còn tiền thì mình mới được, nghĩa là lấy cái tiền từ liên kết với chỗ App Store của mình đó để trừ đó, mình được là 1 đô đó. Rồi từ 1 đô này mình sẽ sử dụng cái dịch vụ mà đăng ký cái tài khoản ChatGPT. Rồi sau khi mình cần mình cài cái app Pinmi mình đã nạp lên trên điện trên cái app Pinmi này là 1 coin, nghĩa là 1 đô. Nó thì tương đương như vậy thì mình đã có thể là verify được cái ChatGPT ha. Với thì mình nút là verify ở bên dưới ha. Bên dưới có chữ là verify location, là bấm vô đó. Rồi sau này đó mình sẽ chọn là cái số điện thoại ở đâu. Mang số điện thoại ở đâu? United States, và ở đây mình sẽ search dịch vụ là chat GPT. Đó. Rồi đây mình chọn là đất nước là United States nha. Rồi. Sau đó mình mới next.
chọn trên nét thì cho mình số điện thoại nè, cái số điện thoại mình sẽ nhập số điện thoại này nha. Đó, nhập số điện thoại này vô. Rồi sau đó nhập số điện thoại này vô trên cái máy vi tính mình đang đăng ký ChatGPT ha. Đó. Đây quay qua điện thoại. Sau khi mình có số điện thoại rồi đúng không? Thì bây giờ mình sẽ nhập số điện thoại của mình trên trên cái phần đăng ký ChatGPT này, mình bấm send code ha. Rồi, OpenAI trả về cho mình cái code trên này đây, mình thấy không, ở dưới này, dưới mình nhập cái code đó vô. Đó. Là mình xong đăng ký xong chat GPT ha, đó verify được chat GPT. Đó. Sau khi đăng ký xong chat GPT khi mình xài nó có cần VPN không? Không cần nhé, mình sẽ thoát VPN ra để mình vô cho nó nhanh hơn nha. Đó. Đó. Rồi. Đó đây mình đã có thể xài nó ha. Mình hay. Cái này do cái này mình phải đổi lại cái trình duyệt chế độ danh để mình xài, báo lỗi vậy thôi. Nhưng mà do cái trình duyệt của mình ở bên kia nó bị vấn đề, cho nên đổi qua trình duyệt cấp cấp thử lại nhé. Thử vào như cấp cấp đây. Đó, những trình duyệt cấp cấp thì nó ok nè, mình có thể sử dụng nó để hỏi tra cứu thông tin rất là hiệu quả ha. Đó. Rồi. Đó, bây giờ mình sẽ tự đăng ký với ChatGPT cho riêng mình ha. Đó. Rồi, chào anh chị, gặp lại anh chị video tiếp theo.